Đó thì tất cả dây điện thợ mình đã câu gọn gàng, chỉ cần bật khóa thôi là đời mi sáng liền luôn ha. Còn những bóng đời mi mà hai bên nhật nổi này sẽ tùy biến màu cho anh em chọn. Mình có thể chọn màu đỏ, ví dụ anh em thấy ở đây không có này ha, đây không có, bây giờ nhà sẽ đưa vô cho anh em thấy đó, thấy chưa, nó rất là hợp màu với xe mình luôn. Mình có thể chọn đen, đỏ, vàng, tím tùy cho mình. Đây là chế độ code nè, pha nè, code, pha và bát sinh nè, tắt nè. Anh em đã tốn bao nhiêu thời gian để trải nghiệm những cái nhất trên em Future LED rồi, còn theo nhờ xem anh khách này trải nghiệm bao lâu ha. Đầu tiên nhất là sự đồng nhất về đèn. Không có xe nào mà đèn khác hết trơn á, coi Future nào khi mua từ trong hãng ra đèn đều y chang vậy. Ánh sáng thì yếu, không có thêm màu sắc. Mà còn cái nhất thứ hai so về đèn nữa là qua đây cameraman, duy nhất chỉ code và pha, không có tắt được đèn, là hai cái nhất trên Future LED mà anh đã trải nghiệm 2.900 km rồi đúng không? Còn theo nhờ cái thứ ba này. Và cái nhất tiếp theo nữa là ai cũng phải chịu ở trên con Future LED, đẹp, bền, sang nhưng mà sự đồng nhất ở cái phuộc. Có nghĩa là tùy theo màu xe thì có thể là phuộc bạc hoặc là phuộc đen, không có xe nào khác xe nào hết. Cho nên là ở ô đô 2.900 km rồi, anh đã trải nghiệm khá là lâu và kỹ con xe của ảnh, yêu mến quá nhiều rồi. Bây giờ anh quyết định update những món mà không để bị đồng nhất nữa. Vậy thì để khắc phục cái sự đồng nhất ở dàn đèn, anh khách đã quyết định thay luôn cái chói đèn Zhi.Pat với màu đen khối sẽ phối với màu trắng của xe, tạo điểm nhấn và độ ngầu cho con xe. Cộng với lại màu đỏ của dàn LED đời mi này thì dĩ nhiên anh em thích màu đỏ có, màu xanh có, màu cam có, đầy đủ cho anh em luôn. Và thêm gì nữa sẽ là hai dãy đời mi điểm nhấn thêm, tùy biến màu anh em lựa chọn ha. Mình có thể chọn đèn trắng, đèn xanh, đèn vàng để mình gắn vào vị trí mà nhà Zhi.Pat họ thiết kế sẵn cho mình ở đây. Đó, mình chỉ cần gắn vào. Cộng thêm là đèn Zhi.Pat cho tất cả các loại xe không riêng gì Future LED sẽ có màu xám khói hoặc là màu xi bạc. Bảo hành 1 năm mà giá cho Future LED chỉ 1.220.000 thôi nè. Điểm cộng thêm cái nữa, chìa khóa của anh em móc khóa như thế nào mà Zhi.Pat họ luôn tặng trong hộp cho mình một cái móc khóa xịn sò như vậy. Đó anh em thấy không? Chỉ có mua đèn Zhi.Pat mới có móc khóa cho anh em thôi. Và điều quan trọng nữa là anh em luôn quan tâm con xe mình nó có ổn định dòng điện hay không, an toàn cho đường điện hay không, đặc biệt là những trong xe Fi đời mới bây giờ. Thì đèn Zhi.Pat họ làm đã là những cái jack ghim zin, chỉ cần mình tháo đèn zin ra, mình ghim vô là xong. Cùng với lại những khớp, những ốc, những vị trí bắt đúng zin lại cho anh em, không cần phải chế cháo hay là thêm bớt ở những vị trí ốc trên con xe của mình. Cái Nhật nói là tất cả các jack ghim đều như zin ở trên xe và đèn Zhi.Pat rồi. Tuy nhiên thì thêm những cái dãy LED đời mi trên bóng Zhi.Pat, anh em cũng biết là đây một dãy đúng không? Cộng với bên này và bên này nữa thì phải cấp thêm cho nó một bộ phận điện như là dây chui này. Đó anh em thấy được làm rất là tỉ mỉ từng những cái ống gen để tránh tình trạng trầy dây điện, rồi chui ghim như zin. Cộng với cái bộ dây điện thợ mình sẽ gắn đúng vị trí và gọn gàng lại cho mình. Đó thì tất cả dây điện thợ mình đã câu gọn gàng, chỉ cần bật khóa thôi là đời mi sáng liền luôn ha. Còn những bóng đời mi mà hai bên nhật nổi này sẽ tùy biến màu cho anh em chọn. Mình có thể chọn màu đỏ, ví dụ anh em thấy ở đây không có này ha, đây không có, bây giờ nhà sẽ đưa vô cho anh em thấy. Đó thấy chưa, nó rất là hợp màu với con xe mình luôn. Mình có thể chọn đen, đỏ, vàng, tím tùy cho mình. Và phần hai bóng đời mi này nha anh em, hai bóng đời mi này là phát sinh thêm, có nghĩa là anh em chọn màu nào thì các bạn bán hàng sẽ hỗ trợ cho mình về màu đó, chứ không có sẵn trên đèn nha anh em. Anh em cũng thấy là thợ mình đã để dây điện những cái dắt đời mi này gọn gàng rồi, còn dắt đèn chính là chỉ ghim lại là xong, có nghĩa là gắn không cần chế cháo gì hết. Cộng ở đó khu vực này đang tháo ra rồi thì sao nữa anh em? Mình đã nói những cái nhất đồng nhất chỉ có nhất code pha thôi, thì bây giờ gỡ luôn nút code pha này ra để gắn vào bộ mạch công tắc đèn, code pha, bát sinh và tắt đèn cho anh em. Vậy thì sự tiện dụng cho con xe của anh em cũng như là các dòng Future nè, Lead nè, Vision nè, thác những mẫu mới bây giờ, xe mới bây giờ không công tắc đèn thì bộ này ra đời và bảo hành 12 tháng cho anh em mà chỉ có giá 250k, gắn cho Future, tháo ghim dắt như zin và những cái mạch điện an toàn cho mình. Sau khi lắp ráp tất cả những dắt điện ghim như zin rồi thì dĩ nhiên anh em ơi phải làm gọn hết lại ha, gọn hết lại tất cả những dây điện trên dàn điện của anh em, không để nó giống như mạng nhện được. Như vậy thì cũng đã là hoàn thành, nhưng mà sao nữa anh em kỹ á, để đảm bảo rằng mình không tháo ra tháo vô nhiều lần, tránh tình trạng mà rè dàn áo khách hàng á, thì phải thử trước để xem thử nó hoạt động như thế nào, ổn hay không. Không ổn á thì mình phải chỉnh lại cho đúng để mà mình lắp ráp hoàn chỉnh con xe khách hàng. Rồi thì bây giờ kiểm tra lại đúng không? Thử lại xem sao nè. Đèn đèn mi có đầy đủ đúng không anh em? Hai bên ở giữa màu đỏ, nổ máy nè. Sáng không? Sáng rồi, trời hên quá. Đây là chế độ code nè, pha nè, code, pha và bát sinh nè, tắt nè. Đó là những cái chức năng của nút bát sinh kèm với lại hiệu ứng đời mi và đèn hai tầng Zhi.Pat. Bây giờ hiệu ứng này cũng khá là đẹp rồi, là riêng của khách làm. Còn trên này thì rõ ràng đã là một cái dãy đèn có thể chọn màu xanh, màu vàng cam hay là màu đỏ tùy anh em ha. Còn ở đây cũng là tùy biển màu cho mình. Cùng với dãy led sáng của Zhi.Pat 2 tầng. Đó. Anh em thấy cái này là code nè ở trên và pha là hai lớp. Đó. Mình bắt xin thì sẽ bắt xin theo cái nút bên này. Trên bộ mặt này á sẽ có nút bắt xin cho anh em. Có nghĩa là mình sẽ bấm chập chập chập. Đó, mình đã đèn ha. Theo cảm giác như vậy thoải mái hơn. Còn khi mà mình nhấn giữ luôn thì sẽ tắt. Mình nhấn giữ luôn thì sẽ mở. Và chế độ tắt mở này sẽ nhớ luôn khi anh em tắt khóa. Ví dụ giờ mình tắt đi ha, rồi mình tắt khóa đi, rồi mở khóa lại, đề máy nó vẫn tắt nha anh em, để tránh tình trạng giúp cho anh em mỗi lần mình tắt mở khi mà đi ban ngày hoặc vào hẻm cứ mỗi lần mà nổ máy lên là phải tắt hoặc mở lại. Và đây là ánh sáng của đèn Zhi.Pat 2 tầng dành cho full led. Wow, rất là sáng so với đèn zin. Nếu anh em mà đang đi đèn Future zin mà đã trải nghiệm cái nhất của nó rồi, có thể nói hôm nay là tối nhất. Vậy thì sự lựa chọn đèn Zhi.Pat có phải là tuyệt vời cho anh em hay không? Mới 2.900 km thì làm sao Phụ có vấn đề được anh em. Nó vẫn còn đang rất là êm. Anh em thấy mình cần nhúng không? Cái cảm giác nhúng nó vẫn đầm và đủ để mình chở 1 hoặc chở 2. Nhưng mà ở đây sự đương điệu nhất của nó là cái màu. Cùng với nhất của nó là không tăng chỉnh được. Vậy thì mình phải loại bỏ cái nhất đó đi để có màu đẹp hơn, cộng với sự tăng chỉnh tùy biến khi muốn chở nặng hay chở nhẹ. Với dòng Future Racing Boy C Series đen thi vàng này thì Nhật nghĩ là không còn quá xa lạ với anh em chơi những dòng như tất cả các dòng Future. Tất cả các dòng quay từ RX, Alpha hay là quay nhỏ quay lớn đều gắn được. Với chiều cao là 335 gắn như zin, cộng với lại nước nhôm màu đen nhợm như vậy, tránh tình trạng chày hay là bay màu của anh em. Rồi lò xo đen bóng nữa, còn ở đây thì đen mờ. Rồi ti phục màu vàng lớn hơn so với ti phục zin. Rồi hệ thống dầu lớn hơn so với hệ thống dầu zin. Vậy thì để có cảm nhận tốt hơn và đầm hơn thì chắc chắn rằng dòng Future Racing Boy C này sẽ giúp cho anh em trải nghiệm trên con xe của mình ngon lành hơn. Cầm cận cảnh trên tay thôi anh em ơi. Mở ra thì so sánh được ha, coi bé nào bự hơn, bé nào ốm hơn. Chắc chắn rằng anh em sẽ thấy được hệ thống bình dầu nó quá nhỏ, Future zin nó quá nhỏ so với lại hệ thống bình dầu của Racing Boy C. Rồi lò xo nữa, màu sắc nữa, rồi ti vàng, ti bự hơn nữa, cùng với những cái nước nhôm nhộm như vậy nữa thì lên con xe mình nó chắc chắn sẽ khác so với những xe mà đang đi Future zin, đúng không anh em? Về gắn Future thì mình nghĩ rằng có thể ở đâu gắn cũng được, nhưng quan trọng nhất là kinh nghiệm tháo lắp những dàn áo cũng như là kinh nghiệm tháo lắp khi mà gắn, để tránh cái tình trạng mà gãy bát dàn áo hay là trầy dàn áo hay là tháo không đúng kỹ thuật làm rạn nước dàn áo của anh em. Thì đội ngũ kỹ thuật của mình luôn trau dồi kiến thức cũng như là am hiểu về tất cả dòng xe mới bây giờ, xe cũ ngày xưa, để gắn những món đồ chơi hay phụ tùng đủ, đúng và an toàn xe cho anh em. Về thao tác gắn Future thì em ơi, các bạn thợ sẽ luôn quấn bọc màng lại, tránh tình trạng mình thao tác nó trầy Future mới của mình, làm đau lòng anh em, đúng không? Cũng như là vô lại những vị trí acro như vậy, có mỡ bò để cho nó nhẹ nhàng cái Future của mình khi mà hành trình nó nhúng nhảy anh em ha. Đó. Anh em cũng biết Nhật chia sẻ rất là nhiều về dòng Future Racing Boy C dành cho các dòng Future, các dòng quay rồi. Khi mình gắn á, thì cái vòng lò xo nó lớn hơn cũng như là chén Future nó lớn hơn so với zin ha. Thì ở trong này nó sẽ cấn xuống cái hộp sơn mình xíu khu vực này. Cấn xíu như này. Thì có những cách làm nghĩa là mình sẽ gõ nhẹ để mốt ở đây, không ảnh hưởng nhiều đến cái thành phần thẩm mỹ cũng như là ảnh hưởng tới hành trình chuyển động của sơn. Thì thợ mình sẽ luôn tỉ mỉ nhất để mà gõ, tránh tình trạng cấn tạo tiếng kêu khó chịu khi mình nhúng, cũng như là làm chạy cây Future, cũng như là làm cọt kẹt khi mình chạy trên đường. Đây anh em thấy nó phải có độ hở như vậy để hành trình nhúng của Future nó đảm bảo không bị kêu con cây Future của mình, cũng như là kêu cạ anh em ha. Và dĩ nhiên là phải kiểm tra lại xem thử sên mình hoạt động nó có kêu hay không, vì mình gõ vậy có thể tác động. Trên này thì cũng sẽ có độ hở rồi nè. Đó anh em thấy. Và thẩm mỹ của nó không đến nỗi mà anh em thấy được cái chỗ mớp đó đâu anh em. Rồi thì hoàn thành, để thấy được vẻ đẹp của nó thì phải tháo những cái màng bọc ra, rồi canh chỉnh đúng theo nhu cầu khách hàng. Rồi lúc đó Nhật sẽ cho anh em thấy được hoàn chỉnh cho con xe lắp ráp lại nó sẽ đẹp như thế nào. Về việc chỉnh Future này thì rất là đơn giản. Có nghĩa là mình chỉ cần nén cái lò xo xuống nhiều hay ít. Nén nhiều thì càng cứng, nén vừa vừa là vừa tầm chạy một người. Đó, nhưng mà anh em đừng để cái lò xo nó lỏng nha. Đừng để cái lò xo nó lỏng quá, là hành trình những cái lực đẩy của lò xo nó không có tốt được. Thì lúc đó cái Future rất là yếu. Thợ mình sẽ luôn chỉnh theo nhu cầu đi cũng như là thói quen đi của mỗi người, của khách hàng. Nhật luôn nói với anh em là làm chưa xong, có nghĩa là sắp hoàn thành rồi thì khoan hả ráp. Thì mình sẽ kiểm tra giống như vậy, Future cũng phải kiểm tra, đèn cũng phải kiểm tra, hay là làm cái gì cũng phải kiểm tra rồi mới ráp hoàn chỉnh lại, để tránh tình trạng mình cần chỉnh thêm nữa phải tháo ra, rất là cực. mà mất thời gian của khách hàng, đúng không anh em? Anh em thường hỏi Nhật rằng gắn phục dòng JCBC cho các dòng xe full quay á, thì nó có cấn cái nào hay không? Ngoài bộ cạc cơ còn cạc cây hộp trên thì anh em có thể nhìn ở đây, sát đây em, những cái chỗ nhựa này là ôm sát luôn nha, không hề sợ nó cạ cấn ở trên này làm ảnh hưởng tới dàn áo của anh em. Bên này và bên kia thì như nhau, nếu như vậy thì không thể nào mà cạ được nha anh em. Đó đó, anh em thấy không, thợ mình đã bắt đầu nhúng thử để xem thử hành trình phục như thế nào. Nhúng lực mạnh thử xíu em, mạnh lên, mạnh lên, có nghĩa là mình đang chỉnh theo cái cảm giác mà đi một người cũng ổn mà hai người cũng ổn, cái đó là sự cân bằng của phục. Mình chỉnh mềm quá thì đi hai người nó hơi yếu, đúng không anh em? Còn mình chỉnh cứng quá thì một người nó hơi sốc. Khi mà anh em chạy xe về có vấn đề cần canh chỉnh lại để cảm nhận cái phục ngon hơn thì cũng đừng có ngần ngại để các bạn thợ kiểm tra và chỉnh lại cho mình ở bất kỳ vị trí số 2 bánh nào khắp thành phố Hồ Chí Minh nè, rồi Biên Hòa, rồi Bình Dương nữa, rồi Cần Thơ nữa anh em ơi. Chắc chắn rằng những cái phụ kiện mà khi tháo ra hay là những phụ kiện chỉnh phục cũng như là phụ zin sẽ bỏ vào hộp hết, bỏ vào bọc hết để mang lên xe cho anh em mang về. Cho dù là nhớt hay là vỏ hay là thanh dĩa gì cũng vậy, anh em cần là các bạn thợ sẽ luôn hỗ trợ mình trong vấn đề này. Về tổng quan thì anh em có thể nhìn thấy được màu đen nó giống như màu zin thiệt, nhưng mà màu đen này sẽ bóng hơn, kèm với những hiệu ứng màu vàng trên tem cũng như là trên ti, giúp cho cái dàn chân của con xe mình nó làm điểm nhấn đẹp hơn và nó cá tính hơn rất là nhiều, đúng không anh em? Rõ ràng là sẽ có rất nhiều món đồ chơi để anh em update lên em Future, đặc biệt là dòng Future LED mà hiện thời anh em đang chọn sử dụng rất là nhiều, từ tính năng bền tới tiết kiệm xăng này nọ, như là kính, bao tay, gù, tay thắng hay là đĩa thắng, bố thắng, cũng như là những việc nhông sinh dĩa, thay mới, vệ sinh nhông dĩa cho mình. Cùng với đó là con xe anh em vừa mới thấy là có đèn Zhi.Pat 2 tầng, công tắc tắt mở đèn sinh pha, rồi bảo hành 1 năm, cộng với lại phục Racing Boy C bảo hành 1 năm mà up lên con xe của mình để trải nghiệm về những cái sự tiện dụng công tắc đèn, ánh sáng mạnh hơn của đèn, đời mi đẹp hơn của đèn, cũng như là phục tăng chỉnh được của Racing Boy. Cho dù là anh em làm bất cứ vụ gì, không cần biết là anh em gắn nhiều gắn ít hay là chỉ thay những móc khóa hay thay nhớt thôi, thì hàng tháng anh em quay lại cũng như là thay nhớt thì mỗi lần á sẽ được hỗ trợ bôi lên bánh xe để con xe mình có cái vỏ đúng áp suất đi, nó bền vỏ, cũng như là cái vỏ mình tránh tình trạng rạn nứt khi quá cứng hoặc quá mềm. Rồi lao là mặt kính và đồng hồ, nếu như mà sơn trùng hay là côn trùng đều được hỗ trợ tăng lại không tốn phí. Đó là những gì ha mà làm hài lòng khách hàng từ sản phẩm, dịch vụ hay là chăm sóc con xe của anh em. Tại vì sếp Nhật Cường hay dặn rằng không quan trọng là hóa đơn khách hàng là bao nhiêu tiền đâu, mà quan trọng là phục vụ khách hàng hài lòng và quay lại thường xuyên với xe bánh. Như vậy là bên xe bánh vui rồi ha. Cảm ơn anh em, xin chào lại anh em, bye bye.